dẫn đi vậy nên cho khỏi cái đầu thai kiếp nữa, không có kịp vậy đó hả? Ừ. Là ý nghĩa thì sao? Cũng như cho chết vậy là mình không có chết đi nữa để đầu thai lại á. À vậy đó hả? Ừ, để không có kịp cái ngày hội này. Ông là chị gặp ông nào? Ông Câu Dài ở núi Sam á. Rồi, Tây An á. À vậy đó hả? Rồi sau khi mà chị sống lại đó, là em nghe nói chị dằn vặt đâu cho cả năm trời rồi chị mới đi lên chị tìm ông Câu Dài hả? Chị có thể kể không? Chị có 3 tháng mấy à? Ba có 1 tháng à? Rồi chị kể khúc đó luôn ha. À, để dạ. kể cho nghe ha. Cũng như là bệnh hoài không biết làm sao cho hết. Dạ. Phải không? Cái thôi đi núi kiếm thầy, đi núi ông thầy, loại ông thầy nào cũng đuổi hết chứ không. Dạ. Có ông thầy nào dám nhận hết á. Dạ. Có ông này ông nhận mà ông nói nè mày ông ngán nặng quá à, tao không có dám đụng mày. Cái đi lên chỗ mộ thầy á. Dạ. Nó gửi bệnh ngoài chỗ ông voi á, mà bệnh cứ vuốt lên hầu ổng không à. Cái đi vô mộ ông cái mới ốp cái thân vô cái bông sen á, bông sen chỗ mộ ông á. Dạ. Gửi bệnh trong đó đó, thì ông ngồi tịnh thiền trên đó, ông dẫn đi núi luôn, rồi ông về ông dạy tu luôn. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Châu Phú cùng với chú Ba Bình Dân sẽ gửi đến quý vị một cái câu chuyện sự giác ngộ quý vị. Thì kính thưa quý vị, ngày xưa là cái câu chuyện này liên quan tới chị Tư ở Cần Thơ quý vị, mà chị Tư đang ngồi chung với Châu Phú đây. Kính thưa quý vị, ngày xưa chị Tư là một cái người thợ đi nấu đám quý vị. Và sau khi nấu đám 60 bàn thì là đãi hết trơn luôn 59 bàn, còn cái bàn cuối cùng là chị Tư ngã ngang mà bất tỉnh cũng như là chết đi đó quý vị. Thì sau khi chết đi thì chị Tư được đi những cái cảnh giới rất là lạ. Và từ đó khi mà chị Tư quay đầu chị được sống lại đó, thì chị quay đầu chị tu đó, chị tu hiền tại gia vậy đó. Và chị gặp những cái điềm rất là lạ, hay là những cái lời nói văng vẳng bên tai của chị mỗi khi mà chị đi cúng ở nhiều nơi. Như hôm nay Châu Phú đi vào trong chùa Tây An Cổ Tự thì chị cũng được nghe những cái phần của các vị ở đây nói chuyện với chị. Thì hôm nay Châu Phú sẽ mời quý vị đồng hành cùng với Châu Phú, cùng với chú Ba và chị Tư nhé. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Dạ chào chú Ba, chào chị Tư nha. Dạ, chào dạ, Châu Phú. Cũng chào Châu Phú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Trước lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và tất cả quý đồng đạo trong ngoài nước thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng Chạp Nhâm Dần, cũng là ngày kỷ niệm viên tịch của ngài Thanh Sĩ 50 năm. Cũng hạnh ngộ gặp cô Tư này ở dưới Cần Thơ đi lên, rồi cô Tư cũng xem YouTube thì biết Châu Phú và chú Ba Bình Dân mới lại gầy duyên. Thì do nơi đó mới biết là cô Ba gặp qua một cơn đau, bất tỉnh chết đi một thời gian rất lâu. Rồi khi tỉnh dậy thì cô Ba giác ngộ là ăn chay và làm nghề tàu hủ. Do nhân viên đó mà đi lễ kỷ niệm của ngài Thanh Sĩ mà gặp mới có nhân viên để đến cái Tây An Cổ Tự này nơi đây để ghi hình nói về cái những cái nỗi niềm mà sự giác ngộ của cô Tư. Thì hôm nay là tại Tây An Cổ Tự cũng viên mãn hạnh ngộ. Kính mời quý vị là nghe cô Tư tường trình như sau. Và kính thưa quý vị, nơi đây là ngôi Tây An Cổ Tự mà trước đây trên dưới 174 năm là Phật thầy Tây An có về cắm điểm. Và cái chữ chùa Tây An Cổ Tự thì được ngài Thanh Sĩ giải nghĩa rộng ra như sau: Tây phương chi lộ tại ư nhân, phương chi kim cổ, và an dưỡng chi quốc, do lai đạo dưỡng chi gia tự. Tức là ngài Thanh Sĩ viết văn, ngài nói đường Tây phương trong luôn có trong con người, từ kim chi cổ và an dưỡng chi quốc là nơi nước an dưỡng, là cực lạc A Di Đà của Phật tổ A Di Đà. Do con người chúng ta có nhân duyên với Phật tu tại gia hay tại chùa mà thành chánh quả, thì xin khơi nguồn hai câu đó. Ai muốn tham khảo thêm thì lên đền thờ của ông Thanh Sĩ thỉnh quyển thi lục, thì trong đó có tổng số là 94 câu liễn bằng Hán văn, ngài Thanh Sĩ viết bằng chữ Hán và phiên âm ra tiếng Việt và có giải nghĩa rất rõ ràng. Xin kính chào quý vị lắng nghe cái buổi cô Tư ở Cần Thơ để trao đổi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật tổ Phật thầy. Thầy ơi bữa nay chị đổ cho con nghe không? Dạ nam mô A Di Đà Phật. Thì chào cô Tư ha. Dạ. Thì thưa cô,
hôm nay cũng đủ cái nhân duyên đó, thì con được nghe cái câu chuyện là cô Tư có một lần chết đi sống lại, thì con nghe thấy cũng ly kỳ quá đi. Và cô Tư có thể chia sẻ với con cái lúc mà cô chưa chết đi sống lại, cô thường hay làm nghề gì, và trong cái lúc đó là cô mắc như thế nào á, con nhờ cô chia sẻ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Như hồi đó lúc đi nấu đám đó là 34 tuổi. Dạ. 33, 34 tuổi đi nấu đám cưới. Dạ. Tới tháng 3 năm 35 là đãi cho hai chồng bác sĩ ở làm khoa cấp cứu ở số 10. Dạ. 60 mâm. Rồi khi đó đãi tới 11 giờ ngã ngang chết. Chết cái mà biết chết, nhưng mà hai cái nhò nằm trên bộ ghế salon phải không? Dạ. Ở đây nó có cọng dây nó thắt lên này. Như cọng dây luộc mà thắt. Xiết lên tới chỗ ngực mình là nó nổ đó, bởi vì cái người chết đau lắm nghe. Dạ. Bất cứ cái người chết nào cũng đau lắm. Dạ. Nên tưởng tượng chỗ này mình nổ ra nè. Đó, khi đó cái tắt thở là mình thấy mình đi về cõi trên này. Dạ. Mình bay không à. Dạ. Thì khi bay á, lên trển mới thấy ba cái bà ngồi nấu đồ ăn. Dạ. Ba bà bự gì nè, nấu ba nồi. Một nồi thì trao, một nồi kiểm, một nồi thịt giò heo bự bự bự. Thì mới nói bà ơi, con đi đâu lên tới đây? Bà nói đi lẹt xa rồi con ơi. Thì bà nói, mình mới nói con muốn trở về. Bà mới nói con lại, ba nồi này con ăn nồi nào? Bà cho con về. Thì lại con ăn nồi trao thôi. Là bà mới cho về. Là mình dòm xuống đất, mình là nhà mình như cái nấm gôm nhỏ 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 vậy thôi. Cái núi cắm có chút xíu à. Dạ. Còn ở trên á, nếu mà người tu thành tiên rồi đó, là một người có căn nhà gỗ bằng tre, chứ không phải bằng cây tre mà cũng như mình kết dưới này cho trò chơi nít đẹp 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 không đó. Dạ. Mà lên trển cũng như là một cái vách núi nó cao, nó quanh gì nè ha. Là hoa nó nở từ dưới đây lên dài lên. Rồi một người tu đắc đạo thì được ở trong cái nhà đó. Dạ. Như là kiểu như nửa sau này mình về núi mình tu đó, đắc đạo sau này mình về núi là được mấy cái đó đó. Như vậy á, là trong khi mà chị, cái hồn chị nó bay đi đó, là cái lúc đó chị đi về tới mấy cảnh giới là? Thì đi lên trên đó thì đã thấy vậy thôi. Rồi có thấy ai tu cũng chảnh không chị? Không có người. Trên đó giờ chưa có người sao? Chỉ có nhà với có bông hoa nở thôi. Vậy đó hả? Ừ. Còn cái người mà mời chị ăn đó? Ba bà. Vậy đó hả? Ba bà bự lắm. Mà bà ngồi ngay chỗ nồi trao đó thôi, ba nồi đó thôi. Nồi trao, nồi giò heo. Ừ. Chứ một nồi gì nữa? Kiểm. Kiểm ha. Ừ. Tại sao chị không ăn kiểm với giò heo mà chị ăn trao? Không biết. Tự nhiên là lại đó chỉ ăn nồi trao. Theo mà cái ý nghĩa của cái nồi kiểm. Nếu mà không ăn nồi trao đó là chết rồi. Ủa gì đó hả? Nếu ăn nồi giò heo là chết. Ăn nồi giò heo chắc chết à? Đúng rồi. Mà ăn nồi kiểm chắc cũng có thể được. Kiểm lại. Nhưng mà ăn nồi trao. Rồi kể cái đoạn trao này hơi kể sao cho nghe. Rồi kể luôn đi chị. Cái đoạn trao á. Dạ. Khi mà năm 37 tuổi. Dạ. Hồi lúc đó là 35 phải không? Dạ. Tới 37 tuổi mới đi về tổ đình lần đầu tiên. Dạ. Thì cũng mùng 3 Tết cúng Tết nè, mới kêu là 18 tháng 5 về tổ đình lãnh điển. Dạ. Thì cái ngày đó mình không có biết tổ đình nó nằm ở đâu hết á. Yeah. Mình mới nói con làm sao con đi về tới đó được. Rồi hỏi người ta thì người ta hứa cho đi tới ngày 14 tháng 5 người ta hồi. Ta hồi thì tới ngày 16 á, mình ngồi nói nè, làm sao con qua tới đó thì tới giờ đi có người lại chở. 9 giờ ngày 17 người ta chở qua bên đó. Yeah. Chở rồi đi vô cái hội trường mà để chỗ chùa trên này nè. Dạ. Yeah. Mới kêu là mình đi vô chỗ đó là để cái gì đó, để cái gì nặng sáng đưa ông lên xe đó, bông hoa rồi đó. Kiều đó ha. Vòng hoa rồi để hoa. Chân nhóc hết trơn đó. Là chỗ đó là của Nguyễn Tấn Dũng ngủ lúc đó đó. Dạ. Yeah. Vậy đó ha. Ừ, thì mình bước vô mình mới hỏi cái anh đó, anh ơi, cho em ngủ một đêm. Thì anh đó mới nói, đến thinh à, cầm cục xà bông thơm đi vô nhà tắm. Dạ. Yeah. Cái quầy chở ga là anh đó mới kêu là đi vô chổng tắm đi, tôi đem cục xà bông thơm vô chổng rồi. Dạ. Yeah. Thì đi vô tắm rồi quầy chở ga. Thì cái anh đó mới kêu lại. Anh nói, mà đó sao ngu không biết hỏi tên người ta. Dạ.
chị ơi, chị nhìn ra ngoài lộ có ông già bà cả lạng đã mà sao tôi không cho ngủ. Ba ngày nay còn chị nhỏ như gì mà tôi cho chị vô ngủ. Dạ. Mình không có dám kể là ông kêu mình về tổ đình lãnh điển. Dạ. Thì khi đi đi ngày đó về gọi là ăn chay luôn. Vậy đó hả? Vậy là chị chết đi sống lại. Rồi á là chị vẫn chưa ăn chay nữa hả? Chưa, lúc đó chưa ăn chay. Đi chặt thuốc 13 năm lận mà. Chặt thuốc nam á. Vậy đó hả? Ừ. Chết đi sống lại. Ừ, rồi về chặt thuốc 3 năm. Dạ. Thì năm 37 tuổi đó ha. 35 là tỉnh lại rồi đi chặt thuốc 3 năm. Yeah. Rồi tới năm 37 mới đi qua quanh tổ đình. Dạ. Yeah. Thì cũng nghe cái đoạn sám giải thoát này nè là mới đi tu, quyết định đi tu gặp Phật mới được. Vậy đó ha. Ừ. Rồi sau khi mà chị đi về, tại sao mà chị đi về chị chặt thuốc 3 năm, chị có còn nấu đám nữa không? Không, bỏ luôn. Bỏ nấu đám luôn. Ừ. Rồi khi mà chị xuất hồn ra đó, chị làm sao chị ăn chao rồi làm sao chị trở về được? Thì ai đưa về? Không, không có cho ăn. Bà chỉ nấu, bà kêu mình ra đứng đây con ăn nồi nào con chỉ. Làm bà mới chỉ cho về. Dạ. Yeah. Ừ, chứ chưa có cho ăn. Cho về rồi bà chỉ làm sao? Thì mới chỉ nè, con ơi ra đây nè, con đi xa lắm rồi. Con nhìn dưới núi ông Cấm kìa, những cái nấm gơm à. Dạ. Những cái nấm gơm nhỏ xíu đây ha. À, là mình lạc lên tới trời rồi. Dạ. Rồi rồi chị đi về, chị thấy những cái ngôi nhà tre. Ừ. Ha. À, giống như là trên núi người ta cắt vậy đó. Đúng, ha. Đúng, đúng, giống ừ. như cái nơi nghỉ dưỡng mà làm bằng tre rất là đẹp. Bằng vậy tre đó, đẹp không à. Nhưng mà cây cối đồ có đẹp không chị? Không có cây đẹp nhưng mà hoa thấp thấp vậy nè. Dạ. Nó nở bị dục lên tới trên vậy đó, cũng như cái vách núi cao vậy đó hen. Dạ. Mà có nhà dưới này lên kề mà không có khích. Dạ. Hơi xa xa vậy đó, như đẩy đò đọn đọn vậy đó. Chứ nó không khích. Rồi sau khi chị đi như vậy mà không gặp ai hết trơn? Không gặp ai hết trơn, nhưng mà nó quanh co ha. Ừ. Quanh co rồi xong rồi chị đi về, chị có gặp cái xác của chị không? Không, không có không có cho ấy. Nhưng mà nhập vô là sống lại chứ không có đứng dòm cái xác. Dạ. Ừ. Nhưng mà sau này ông nói tại vì ông cho còn chết một kiếp nữa. Dạ. Ông mới dẫn đi như vậy cho khỏi cái đầu thai kiếp nữa, không có kịp. Vậy đó hả? Ừ. Là ý nghĩa thì sao? Cũng như cho chết vậy là mình không có chết đi nữa để đầu thai lại á. À vậy đó hả? Ừ, để không có kịp cái ngày hội này. Ông là chị gặp ông nào? Ông Câu Dài ở núi Sam á. Rồi Tây An á. À vậy đó hả? Rồi sau khi mà chị sống lại đó là em nghe nói chị dằn vặt đâu cho cả năm trời rồi chị mới đi lên chị tìm ông Gâu Dài hả? Chị có thể kể không? Chị có 3 tháng mấy à? Ba có 1 tháng à? Rồi chị kể khúc đó luôn ha. À, để dạ. kể cho nghe ha. Cũng như là bệnh hoài không biết làm sao cho hết. Dạ. Phải không? Cái thôi đi núi kiếm thầy, đi núi ông thầy, lại ông thầy nào cũng đuổi hết chứ không. Dạ. Có ông thầy nào dám nhận hết á. Yeah. Có ông này ổng nhận mà ổng nói nè mày ổng ngán nặng quá à, tao không có dám đụng mày. Cái đi lên chỗ mộ thầy á. Yeah. Nó gửi bệnh ngoài chỗ ông dôi á, mà bệnh cứ vuốt lên hầu ổng không à. Cái đi vô mộ ông, cái mới ốp cái thân vô cái bông sen á, bông sen chỗ mộ ông á. Yeah. Gửi bệnh trong đó đó, thì ông ngồi tịnh thiền trên đó, ông dẫn đi núi luôn, rồi ông về ông giải tu luôn. À, vậy là trên chỗ Châu Đốc á hả? Ừ, chỗ núi Sam, núi Sam á, chỗ mộ Phật thầy Tây An, chùa Tây An đó ha. Ừ. Nhưng mà chị gặp ông á có giống như trong hình không chị? Ông ốm hơn cái hình ở đây mà chụp mà gâu ghi tùm lum nghe. Không có không, ông mỏng manh, ông mảnh mai lắm. Rồi ông về. Lúc đó là ông về ông dạy tu. Rồi sau lại đi lên Sài Gòn khoảng một năm mấy sau là đi lên Sài Gòn, cũng như hồi đó đâu có biết ngày giỗ ông. Yeah. Thì đi lên nấu đám cho con nè, ủa nấu bán cho nhỏ này trên Sài Gòn nè. Tới ngày lễ 18 tháng 2, ngày giỗ của ông á. Yeah. 18 tháng 2 hả? 12 tháng 8. 12 tháng 8. Thì ông lên trển, ông nắm tay mình, ông dắt về đây đám giỗ ông á. Là mình về biết. Thới Sơn dùng mấy núi đó. Về chợ Ruộng luôn. À đúng rồi. Về ngay chợ Ruộng luôn chứ không ghé ngoài kia. Phước Điền Tự. Dạ. Yeah. Là về đó. Là ngày giỗ, là từ đó tới sau này con mới biết ngày giỗ ông. Đó. Là chị thấy Đức Phật thầy nắm tay chị về á. Ừ. Rồi xong mà chị đón xe về á. Không, không có về. Không có về luôn. Rồi tới đi đám ông Nguyễn Trung Trực mới là về đi đám giỗ. Dạ, vậy đó. Đi chim bao.
đi trong chiêm bao luôn. Ừ. Gặp các Phật gặp hết, nhưng mà Phật thầy là chỉ lại ông ba lại thôi, còn Phật kia gặp là chỉ kêu ông, không có kêu Phật. Phật nào cũng có gặp hết. Kể sơ Phật nào như là Phật Chùm, Phật Tổ, Quan Âm, Phật Thích Ca Mâu Ni gặp hết ha. Ừ. Đâu có thể kể. Kể ông Phật Di Đà cho nghe. Dạ. Yeah. Thì cũng như là ngày mơ muốn thờ Tam Bảo lên mà không biết thờ ông Phật nào. Cái mấy tối này đốt nhang mấy giái, nói con đốt nhang Tam Bảo nè, nếu mà con thờ Phật nào thì cho con biết, con nằm bao tối nay con gặp đi rồi con mới thờ ông lên được. Thì tối thấy đem năm cái y treo ngay cái cửa cái nè. Dạ. Cho một cái bát vàng mà cái người cho là mình không biết ai. Một cái bát như cái bông sen mà nở ra nở vô nè. Như là rồi cái đi ra chọc được bốn cái rồi, cái gặp cái nghe tiếng ông Phật Di Đà đây nè, chừng lên nè. Mà chưa có thấy mặt. Cái ổng mới nói ai mà treo y cao dữ vậy? Cái mới trả lời: "Ông ơi, ai treo nhà con năm cái y mà con mới chọc bốn cái, còn cái con chưa chọc được." Thì ông mới chừng lên ông hỏi: "Con tên họ là chi, pháp danh là gì, nói cho ông biết." Cái đọc qua một quận rồi cái ông nói lại một quận nữa đi con để lộn. Nói một quận nữa cái ông cười hà hà: "Thôi ông đem con về bảy núi nghe." Là ông bay cái dèo đi. Ông như mặt trời đỏ vậy đó. Đứng lên cái nửa bầu trời. Qua dữ ha. Về ha. Rồi bà ở Châu Đốc. Dạ. Bà ở Châu Đốc một lần chỗ mình chặt thuốc á. Dạ. Cái tối mấy ông đàn ông nhậu cho mày 20 mâm mà ốc cua không nè. Dạ. Cái bỏ từ lưa cái sáng ra cái thầy mẹ ổng mới kêu á: "Con dẹp giùm đi." Mới dẹp thấy ha, y như phim tàu vậy đó. Dạ. Chú ơi, bả ngồi một cái ghế có gồng ha. Đứng hàng xa số bả nạt một cái chạy vô tới trong là ngã ngang liền. "Thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con." Thì mới vừa nằm xuống là bả nhào vô bả nói với ông thầy á: "Con tôi ra đây không phải là để dẹp ba cái này, từ đây sắp tới không có kêu, không có cho mặn cái ghê á." Dạ. Là bà ở Châu Đốc. Là chị, bà chắc bà chú xứ quá ha. Dạ. Bà chú xứ là trong cái lúc đó là chị là làm thuốc ở chảnh ha. Ờ, chặt thuốc. Là chị đi ra chị dẹp dọn. Ừ. Những cái đồ mà mấy ông kia nhậu ăn nhậu ha. Ừ. Rồi xong rồi bà la. Ừ. Là bà la là bà vô chị hay gì điển vô thôi. Bà vô bà đá ghế cái bài nóc nhà gì bà chụp á. Ghê vậy ha. Cái đó là giấc mộng hay sự thật? Thiệt ngoài. Dạ, dạ. Ghế người ta sợ chết, người ta nhét tiền vô tay nhóc. Ừ. Hết chứ. Dạ. Hồi lúc mà ngã ngang á. Dạ. Ta lại hút thuốc ngày cả trăm mấy người lận mà. Dạ. Ừ. Rồi để kể cái đoạn mà hồi nãy vụ chỗ mà vô chỗ mà đưa đó. Dạ. Cái sáng lại bữa sau cái bắt đầu đi lên chỗ tổ đình. Dạ. Cái mới nói nè: "Ông ơi, con về chỗ ông con không thấy gì hết." Ông mới nói: "Thôi đi con, về tới nhà đi, ba ngày sau thì con sẽ thấy." Thì ba ngày sau nè, ổng ngồi trước nè, ông Đức Quỳnh hen, ông Ba Thới, ông ấy ngồi dài một hàng, có hai ông quan tổng trấn ở làng Tòng Sơn nữa. Yeah. Và ông nào cũng đội mão nhưng mà ông Đức Quỳnh không có đổi nha. Yeah. Thì ông Đức Quỳnh mới kêu mình tu thôi hà. Yeah. Rồi ông nói nè: "Con không phải đệ tử của ông, nhưng mà ông thấy con tu được, ông trợ duyên cho con tu." Rồi mấy ông kia mới lột mão ra tới sau này. Mình đâu có biết lột mão để làm cái gì. Thì khi lột vài tháng sau, người đem hình ông này ông kia lại mình mới biết, mới nhìn. Là chừng đó mới biết ông này ông nào đem hình lại. Dạ. Đó. Là lúc trước ở nhà chị thợ cái gì? Hồi đó thì vụ giái đó, rồi ba ngày sau cái bà kia bà mới đem hình ông Di Đà với ông Phật 18 tay. Dạ. Rồi sau này cái người ta đem ông Nguyễn Trung Trực về trước. Tới ông Ba Thới. Dạ. Có ông Đức Quỳnh. Cậu Hai Thanh Sĩ. Dạ. Yeah. Ông Đức Hữu Quả. Đức Bổn Sư. Rồi tới ông Phật Chồng mới về tháng 8 năm rồi. Vậy đó ha. Ừ. Yeah. Ông về cuối cùng á. Nhưng mà nói cho Châu Phú nghe. Dạ. Yeah. Mình đi tu á là phải mình điều thứ nhất mình phải tin tưởng. Yeah. Mấy gặp được mấy vị đó. Còn nếu mà mình nửa gì nửa khác không bao giờ gặp được mấy ổng. Yeah. Mấy ổng sống cũng như mình chứ không có mắt đâu. Nhưng mà khi mà mình
thiện tâm mà đi lại là sẽ có ông độ, đi lại sẽ khéo ông chỉ dạy mình. Dạ. Là ông sẽ về độ liền, chỉ liền, không có phức bấm gì gì đâu. Vậy hả chị? Ừ. À, thì chị làm anh cho hỏi là trong cái duyên mà chị gặp được các vị đó đó, có vị nào mà có mượn cho cái nguồn điển mà thơ pháp á để đi về chị nhắc lại những cái lời đó không? Lời của Đức Phật thầy hay là cậu hai hay là Đức thầy không chị? Có chứ. Nhưng mà chị trước giờ chị có học không? Không. Không có học, nhưng mà ông nói nè, hồi đó rồi ông Phật thầy á thì ông kêu á, con ơi con gán trả bài cho thầy nghe con. Yeah. Mà cái tấm hình của ông miễn mình không dòm, mình dòm thì ông kêu. Yeah. Tấm hình tới giờ còn luôn. Nhưng mà hôm, Đức Phật thầy. Đức Phật thầy Tây An á nghe. Yeah. Khi mà đem cái tấm hình đó lại mướn cái ông kia gửa thì ổng ăn 300 ngàn. Khi một ổng coi tấm hình thì ổng không ăn tiền. Yeah. Ngộ ha. À, rồi cái ổng mới kêu á, khi mà gửa một tháng mấy lần nghe. Cái ra lấy cái ổng nói nè, con ơi con đừng có bỏ tấm hình này nghe, may thiệt nó bay ở chẩm. Thầy. Là cái tấm hình đó đó không phải là của mình chụp, mà của hai cái anh đó là ở bên cái chùa nãy mình kể á. Dạ. Đi núi giếng á, rồi cái ghé chỗ chùa đó đó, ở chỗ mộ ông á, cái giường mây mới xà xuống thì người ta thấy cái giường mây lạ quá, người ta mới chụp cái giường mây, thì về có ông ngồi trong đó đó, rồi người ta mới gửa, người ta thấy mình nói chuyện với ông đó, người ta mới đưa tấm hình cho mình luôn. Về tấm hình đó nhà chị còn không? Còn là có cái hình chị với ông luôn hả? Không có hình ông thôi. Dạ. Mà miễn mình dòm lên thì ông kêu mình gán trả bài cho thầy nghe con. Rồi chị trả bài là trả bài gì chị? Rồi cái mình nói nè, con đâu biết chữ đâu, trả bài thôi, con gán niệm Phật nha. Vậy đó ha. Nhưng mà chị có nhận được cái nguồn điển nào mà để mà chị nói những cái vần thơ pháp của thầy hay là của cậu hai vậy? Cũng có. Có hả? Ừ. Rồi khi mà chị muốn nhận những cái phần điển đó đó là chị làm sao? Gái kêu. Chị gái hả? Ừ. Ông nguyện, ơi về nghe ông là nguyện thỉnh ha. Ừ thỉnh. Là có điển liền ha. Vậy đó hả? Rồi vậy bây giờ là qua cái đoạn video hôm nay nhà chị có thể ra những cái kính mời cô là thỉnh các vị về cho một cái đoạn pháp để xã hội học hỏi thêm nhé. Để nói cái câu này cho nghe nghe, cái hôm trước thì ngày mới đi nè, mình tính đi nấu đám lại cái ông ấy, cái bên tai mình nghe nè. Dạ. Của ông á thì thịt thà xương máu tanh hôi phải không? Dạ. Có cây rau cải cũng rồi bữa ăn phải không? Còn của mình nè, mình đọc cho ông nè. Thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây muối chốc cũng no ấm lòng. Dạ. Dạ. Còn đi vô tắm nè, đi bước chân nếu mình muốn bệnh đúng không, bước chân đi vô sáu nước tắm nè, nước hồng ân lạc thủy tưới vào tâm mát rượi, nhờ Đức Phật từ bi chiếu cho con sáng rực tầm Phật pháp Tây phương, được không? Được. Dạ được. Hay. Đó là cái bài mà đi vô nhà tắm mà sửa sẵn tắm là đọc đi, không bao giờ bệnh. Vậy đó ha. À. Là chị thường hay đi vô nhà tắm chị đọc vậy đó ha. Thì chú ba thấy sao chú ba? Thì giờ nãy giờ thì trao đổi thấy cũng rất là hay. Thì giờ chú ba Bình Dân cũng yêu cầu cô cũng như là nguyện thỉnh của tác ý của điển một vị nào vậy đó. Tiếp đọc hơn nha. Dạ dạ. Không thì mình bình tĩnh niệm Phật đi ha. Không, thì đây là mình không có gung mà tại tiếp đọc thôi. Đúng rồi, mình nhắc pháp màu của Phật thì nguyện các ngài độ cho mình bình tĩnh, để mình nhắc đâu đó cho nó rõ ràng để xã hội noi gương. Yeah. Ai thấy chú Ba đọc giảng rồi nên đọc tặng chú Ba một bữa nè. Yeah. Thấy lên đọc ngay đây mấy quần. Yeah. Cái này là tại bài trả cho thầy nghe. Dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính tham bảo Phật thầy. Hỏi duyên có đủ mười phương Phật, độ pháp từ bi gãi chúng muôn loài. Chúng sanh ở cõi ta bà khổ,
lãnh cuộc Trần Hồng diễn tới đây. Bài kinh kệ pháp Đông Tây thì dân trước đó sau này điểm danh. Tên đồng có đủ phước căn hiệp duyên trở lại chung thuyền ghé qua. Hội này của Đức Bổn Sư để lại cho người thấu đáo căn tu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng cảm ơn cô Tư Cần Thơ.